fulcru legat, umira nekrăncear. Vampira ta, mâncu, pompei da vinam, linkan rangan, pim gum hon nui gusta. Rangan nuk nam, pim gyal an bai sam tro. Nuk mi na, nuk mi na, lan nhạc vang cha li de ca nhiê. Sơn alum cô chi giang gặp yoni phulem gặp khắp yên gặp đục mực sang đung sập lội đêm răng nhiều đồng bằng ala char thái lan đục nào ta ba rồng lần là olsonan gặp nhịp phul a singa dre buk rui này bự rui bự ma giang chắc dre mỹ như ur như rung răng cái yoa cái clay yon clean tự mua cái yoa cái clay yon clean plan hạ lần lại yu cái yoa cái clay yon clean cứ đal bim ye dre đạo ai điểm sẽ sơn sơn nhớ rệ bố đến nỗi nhu mơ lọ ít y nàng ô nhu ra tay sân ân tí nốt rệ bố sân ân nhu lũ nào hong clay nhu bố chẳng có yuân clean thâu sẽ sân ân sân yêu dì dàng lại nâng tờ đà yuân clean nhu căn mự lầy sân yêu nhu sẵn nào hong clay nhu bia hờ riêu sẵn lệ tuy sẽ có đục lặng sân ân sân yêu lạch tên này sân này như lịch Hạ viện Mỹ kêu gọi Việt Nam phóng thích ở nhà hoạt động lại bố anan jing trebo ibu munya lehnan i azik sẽ sanat kau tuom lai lub lự sanan nyu lo lai mat nay nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc ngày 26 tháng 6 Ủy ban Nhân quyền Tom Latos của Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động người Việt tiêu biểu đang bị cầm tù Sanan như lễ bồi á tiêu biểu đang bị cầm tù Sanan Jing Ủy ban chuyên vận động tự do các tù nhân chính trị toàn cầu ra lời kêu gọi phóng thích gần 20 nhà hoạt động khắp thế giới, trong đó có nhà báo, nhà bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang và hai nhà hoạt động về quyền tự do tôn giáo người thượng là Izik Bunja, Izik và Ipung Bunja. Ý bồi nhớ sẽ xem nào. Xem nhớ đệ bồ chi chàng Clay Yuan Clean tự chọn ngạn chặt bài rồi này sẽ xì qua lại. Tro ti ala char tại những ngào này. Lê nấn lưu bồ char tập trung trung chai độc lăng và di giang lấy chát bài lúc nào yon clean Việt Nam sẽ sẵn sàng sân lưu bự yêu thư lẻ lưu bự trừng phạt nhiều bịa đặt hào tôi tơ đa nhu âm mò mò mơ ô si nhu sẵn dình hào tôi sân ân tỷ cầu được lăng sẽ sẵn sàng sân nha lâu lẻ nàn đi đây yon clean nhu sẵn chạm cư lưu rai của giá yên ạ môn cơ nhu dì lẻ sẽ sẵn gặp lý bộ lạ sân nha lâu đây sân như lại thế này, bố thế này, nhà hoạt động tự do tôn giáo người thượng là Izik và Ipumunya, suy lại nhiều nhắc là nào này, mình sẽ xem nào, sân nha, đại bộ đoàn ai như bia Liên Hiệp Quốc mới dọ đó lành cho họ, một mò bị lập căn bị lành ra, mình sẽ xem nào, bịa đặt Yuan Clean chẳng lành, sân đây bị bố, cầu tục bị miệt bố, đoàn ai nhiều sẽ xìm say cái nu rồi Yuan Clean như dinh dâng lây rõ dâng như hẹn à màu đám xe cân nụr sân rửa thâu xe cân nụr như một thỏa rõ như đi cân nông dâng nụ như ca như lục xe sân nặng sân nế gợ như chàng chương xe cân nụr xe sân nặng sân nhỏ lo lạnh mấy thứ của này nhà hoạt động trên nằm trong dự án bảo vệ tự do của Ủy ban Tom Lantos, trong đó dân biểu liên bang Rose Kham bảo trợ cho nhà báo Phạm Đoan Trang, còn dân biểu liên bang Glenn Scruman bảo trợ và kêu gọi trả tự do cho Izik và Ipomunya. Ý bố nhá, sẽ xem nào. Sơn, rệ bố, như phớt lờ nào này. Sơn, dình gư yêu thương này,
cơ ipumunya nhu đuổi nào cơ gửi tàu toa sẽ xin ạ tàu xa tì nhà trắng yêu thư rồi bề phong thích sẽ xin ạ này tàu toa à, năm 2022 đi à, như yêu cầu này này như lọ tầng mà anh nhớ lọ lại mất này ủy ban Tom Lantos cho biết một phần ba trong số các tù nhân lương tâm thuộc dự án này đã phải chịu một sự hình thức tra tấn, trong đó ba tù nhân lương tâm người Việt bị bỏ bê về mặt y tế đề nghị tất cả họ phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Ý bố nhá xin nhớ như Pia ta này sẽ xin được bố này đọc Hạ viện Mỹ như kêu gọi xin ạ đề nghị tất cả họ phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Ý bố nhá sẽ xin ạ xin nhớ dân clean chẳng lùng chương lặng xe cân nụt chẳng lùng lành lặng xe cân nụt xe cân nụt hay rồi ạ màu đã dần dần sẽ xin rời gặp lặng xe nhớ chí chàng clay nhục tự chua clay nhục ngã chặt bài clay nhục bà mẹ lần lại dù rê clay nhục bìm dì rê đạo ai đi cầu lại lê ý bè gặp 700 bản bà cáo rồi này xin nhớ đế nào cơ bụt chả gồm lại sân nhà dì chàng lệ nên dân clean vẫn phớt lờ ngạ tuy xin như chàng sân nhà như sang màu lệ lờ đấy nào có dễ ngạ dì lệ như bè ngoại giao cai trẻ sẽ dân ngoại giao xin như bè cái ý mục đích nhiều ngoại giao cai trẻ ý un là ý tu nào họ mi như nào nào họ prang như nào nào họ nga như nào nào họ trung quốc như nào ngoại giao cai trẻ dễ như ngạ sân như huy rầm lạ như ý bởi á sân nhà như nào gì ờ xin anh nhớ duyên rồi này ờ xin ạ gì lệ nên lâu lệ nên ý tay ờ như một đi đếch không lệ lờ rồ sẽ xin anh có giới ngạ có lệ chát bài nhiều ý gặp lặng xin nhớ lo lãnh với cô này ngoài ra các tổ chức nhân quyền ờ cũng đã tích cực vận động cho hai tù nhân người thường Izik và Epum sự tham gia của các tổ chức này cho thấy mối quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các nhóm dân tộc thiểu số. Ý bố hiểu? Xin anh cộng đồng quốc tế xin ạ rằng rất quan tâm, đặc biệt là đối với nhóm dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Ý bố hiểu? Sân nha, chi chàng lệ nần, xin ạ, lưu lệ đạo, lưu nùi, dập nục, ta đã là chà rong lần, biện đại, như vậy đặc biệt, riêng biệt, cơ trung phần cao nguyên, tuôn ai, không thể bỏ qua, đang nhắc mãi, dù mô mô đề, phía bắc hâm mông ở cửa, phía nam lại dình phùng cầm hẹ cơ rộng, biện đại, đệ bu suy ngã thì trung phần cao nguyên thì Gia Lai thì Đắk Lắk rồi này đang tục nhắc đến lệ đệ bu lắm á rồi plus sam là nằm tiện nộp nhiệm tổ ở thì Đắk Lắk mà ý bởi á sân nhớ chỉ chàng lệ nần duẩn clean ý lâu lệ nần ý đây như sang lư rai như sang chăm tổ có gió như ngã lệ giác lệ bài lệ mặc nhu lệ nhu mạ lận lại yêu rơi lấy như cực đơn để đạo ai đi ý gào tí này ai chú bìm dì ý cú con nul buồn tục ý bồi á bìm dì nạc gỡ mò mò ô bìm dì mà gỡ nhưng ạ nguyên mình được ngạ ý bồi á lê nắn lấy rợ bố mrao này hìn như bìm dì lấy bố ơn ơn dình rợ bố mùng 8 tháng 3 khoa bùm tô rợ ý bùm ôn nhạ ý bồi á lấy bìm dì ơn ơn dình Trần Văn Quế u lý thành phố tỉnh Đắk Lắk. Bởi lẽ nên ý phước họ để ý tờ bố lý ở Trần Văn Quế ý phước gì ở ý nguồn sẵn nặng ý lâu có nên sắc ư nhớ có khẳng bầu có bạn Trần gỡ buôn rào gỡ này có đúng bục Đắk Lắk lẽ nên ý khuếch kết la gỡ tí buôn bốc xã Ea Bốc huyện Trùm Gà tỉnh Đắk Lắk lẽ nên tên nộp ý đệ bố
lấy bố sẽ si in nên hát được lấy bố in bên hát được buồn bề đấy mẹ bạn gật đùng nè buồn đùng xả chơi bùn chăm do trường ngàn thì đồn công an tỉnh Đắk Lắk sẽ bố in nguồn sắc do lại đã ai đi do lại khắp các lại phải nổ bởi dần bìm gì lũ về biển sân rồi bố in nguồn sắc bây giờ chỉ rằng đó như bìm gì như nào dồn cơ cộng đồng quốc tế gì y lâu y đấy tờ đã như mồm đầy ô như mồ bà vịt ô sẽ sĩ phụ môn dạ y a dịch như sẵn mọc lên căn như sẵn chạc sẵn tố hãy gặp lăng đại là có loạt yang ạ như phía chỗ nạc ai đi đình bộ ai đi y ra phụng gặp bác sẽ sĩ khoa phụ môn tố đầy y phụ môn dạ nạ pháp sẵn lạc cầm miệt bìm dê hề gợi bởi ạ sẵn nha như sẵn tố hãy gặp ira phung ka pa như đi nào ti đi cơ ai đi ai đi sang phát đi yon mạ lần là dre bim y re đạo ai đi như mok le galo như mok le đạo sap han ka kau ni kan mau le san ya ji jang dre bo hore nai amrik như pia hạ viện mỹ u ra nào le sẽ san dre gặp lăng ji jang mi mo yo do như lành ama như nên cộng sản việt nam bren gặp lăng sẽ san ở sân tay mong gì le Elom tiêm tay cầu bìm như chắc lu, cặp đỉnh mực sang lu sập đổ đêm đặc điều tầng bằng lá trà, thay là này thầy lọ sư đưa tầng lại chắc lu. Charlie Day, 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 Charlie Day,